Hello các bạn nha, thì nói chung là mình dẫn mấy thằng nhóc lên chợ nó sẽ nó dạy mấy món nó vừa chú cầu muốn nói luôn. Mẹ người anh anh tiếc mẹ đi đâu rồi đây quay video đâu rồi chợ quay của mà bên em hết chuyện rồi mà ra chợ quay gì nữa đâu. Thôi tiếp ở nhà mẹ đây sao giờ nhỉ. Vâng, lần đầu tiên cho Thiết một chàng vỗ tay nha. Đầu tiên Thiết vỗ tay vô rồi. Vâng, thì ngày hôm nay thì Thiết sẽ làm một cái thử thách bạn. Đó là xem thử là hồi giờ trước giờ là đúng, chú đúng, hát. Không có clip đây có nghĩa là, để mình nói cho bạn thì clip đây có nghĩa là clip nhìn mắt đón vật. Nhìn mắt đón vật thôi Thiết. Là có thể là bây giờ vô cái này là cái nón không có cái dép luôn bỏ cái nón là bây giờ cậu bảy với anh hai vô chợ đón nhìn vô mấy bà đó cậu nhìn vô cái bà ví dụ như nhìn vô bà chị đứng vô nha cái này nguồn đây cậu đứng cao đây cậu có đúng không gì vậy nha rồi vô cậu đón màu vàng á anh hồi giờ đón luôn ấy mày kia mày kia mày nhưng mà cậu phải tới đặt ra kiểm tra đá màu trắng cái gì anh hai màu gì bà đó màu đen thui đánh gì màu gì biết tôi nghĩ là bẻ màu vàng này bẻ máu yên cái đậu hẹn cái đó hầu giờ mà thì nói chung là nói giỡn cái vui đó các bạn thì chắc là clip này là một clip là thử thách anh hai với cậu bảy là ở đó mạng nói là anh nó nói là anh hai hát hay này đúng không đúng cậu bảy là cậu bảy diễn xuất rất là giỏi này đúng không điên hay sao ông hát hay cậu mẹ ông luôn à, thì thay cho mẹ nó giống quá thì hôm nay á em muốn làm ra một cái thử thách là anh hai với cậu bảy vô chợ hát để xin tiền y như hát kéo kéo vậy hả nước mà nha anh hai với cậu bảy hát trong vòng một tiếng hồ xin được 100.000 sẽ có được giải thưởng là 1 triệu bảy cái mày tao đẹp trai vậy ai xin ai cho mày bỏ vậy còn nói mang kiểu kéo là mày kiểu kéo thì hát cái vụ bán để đây cũng hát dạ mày đưa xin, mày đưa xin, mày được xin không có xin mày hát đi xin vậy thì khác dạng mày mày cậu làm cái gì nói cậu làm ăn mày hay làm cái gì cũng được là mình được. Là mình sống đúng với lương tâm của mình tiền đâu nãy giờ tao thấy bạc nào đâu tôi cũng trả đi cậu mày bạc nào đâu đây tiền đây ông đây có tờ 500.000 đây 1 triệu đủ chưa phải không phải tiền không chứ gì chứ quả lộn em nếu mà lỡ không được là sao quả lỡn được anh đâu mất mẹ đâu sợ sao mất mày à mày quên 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 chưa ba danh dự là gì mày danh dự là chiến kiếm á thôi thôi quên mất tiền mẹ chỉ cần một tiếng hồ hát hai người mà kiếm được xin được 100.000 là được 1 triệu đây đâu có thấy ngay luôn một tiếng hồ được á, có thở được á. Cái vợ thấy mẹ con nói cậu nha. Con nói cậu ở trong chợ đây giờ anh em mình nộn ai ai biết mình hiểu không? Mày ta biết rồi cậu. Điều này. Dạ mày ta biết rồi con rồi đây. 1 triệu bạc mà nó ngon lắm chứ. À, ừ. Được. Mà tiền theo. Ừ. Hả? Chào 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 chào. Đó đưa đồ mày rồi chứ không phải là không không rồi đâu. Mày mày đâu vậy em được rồi. Mày đậu nó vô. Đưa đồ này. Anh xin. Ừ. Anh hai hát cậu bảy xin chưa? Anh hai hát không cậu anh hai cậu đúng không? Anh hai bận áo đây. Áo gì? Áo quốc mày. Áo em tự mày á. Mày cái đi mày cái. Ai mà đi mày áo đây áo lốt trái mày. Trái này mày. Không có. Áo nè, leo chân mà. Mày áo dài. Mèo đi, mặc đi. Mày cao vét rồi cho mày cho áo dài. Đang giá đi em chìm ra khô khô đó người ta cho chứ đâu. Không thể đâu. Chúng anh dám mù vậy, anh coi nhờ anh mù. Thì đúng rồi, anh cậu bảy với anh hai có làm gì làm mà cứ xin được tiền là 100.000 là trong vòng 1 tiếng đồng hồ là được 1 triệu. Đó, chục cho 1 triệu. Má mà cá quốc quá. Trời ơi, ông mày không chết gì rồi sao? Làm gì mà, làm gì mà 1 tiếng đồng hồ được 1 triệu đúng không Thiết? Làm gì được mà à ừ. À thì mày cay đi. Lấy cục đá cậu. Cậu lấy cục đá cậu. Không lấy cục đá giọng vô mắt ông trong đùi chứ. Vậy nói chung với các bạn thì anh em muốn biết clip như thế nào cũng đón xem bây giờ mình sẽ hóa trang mình làm cho anh Quốc hình quả làm cho cậu bảy hai đồ hình một thằng khùng nha các bạn thì anh em cũng muốn biết clip này mà dữ vậy quả thì làm thằng khùng đó xin tiền ngu dữ đúng không biết không hiểu cái gì hết mà nó anh cũng đủ rồi đúng không ủa chứ mày cầm tay của nai mày dám mua em đi quýnh lộn nha cầm tay của nai đấy cái gì tao lao quá cậu thằng cậu giả mù đó anh hai cái dẫn đường cho thằng mù ông cậu là thằng dẫn mù á thằng mù mà đi dẫn quyền không khỏe lắm mày chơi đó vậy đúng rồi bán đại không ê đúng này đây đẹp này đó cậu qua lấy xì này rồi đó bật tôi bật nhạc lại bật lo lên Thiết thời gian bao nhiêu 1 tiếng hồ bữa nay mà mày lừa tao một lần nữa coi chừng tao sách alo tôi nghe chưa alo bật vô bật mày alo luôn alo rồi bật ơi
khai chi. Alo. Alo. Đó, được chưa? Mày dắt tao chứ. Mày đi xin mà tao đó, sao ta hát chứ. Không có. Đó. Mù á. Mù là sập cái nón xuống tí. Sập cái nón xuống tí. Rồi. Rồi, hát đi. Hát cái thứ đi, test thử đi. Tết thương mít đi, hát bài đi. Đây giờ chỉ cho. Chút nữa đi là mẹ tạo lên tạo. Thấy chưa? Tôi hỏi cái. Đấy là đi ăn xin mà đủ đi giác vậy. Giống khiên hồn như vậy. Quả chứ lo để cứu quần việc. Sao cái lo kia mà không đưa lo đây không là cái lo đây là đỡ hát, còn cái lo đó tượng trưng là mình biết đi hát. Mẹ mẹ nó chi cả hành hạ dữ mày. Tao nói giỡn á. Tao cầm cái lo kia kêu đeo cái lo nhỏ cho ông ơi. Ý là cũng tính là bật cái nhạc cái lo nhỏ đó. Còn lo to là đó trùng trưng. Mày đủ chuyện hết mày. Đó trùng trưng. Tao có lo cũng giết hư mẹ mà. Điều là sao mày đơn thiết cầm gì còn vô đâu được. Đó. Được chưa? Nó còn dễ không mày đúng con ống trời. Ai con nào? Có mày còn chín đây con hai tầng nhưng mày còn chỉ còn mẹ. Cái này rớt này. Cái tao cầm lên mà đục. Rồi hát mày thôi. Dắt cái cầm lo thiết cái mắt cái lo mày hả? Tình mới vừa trao bao. Sập cái nón xuống. Lấy gì tao đậu đây? Đậu chi cũng khó đậu đi. Mẹ nó phải che mày lại đó. Lấy cái trẻ ở. Đi làm sao? Rồi bây giờ nói chung là đơm một con thử bây giờ mấy giờ nha? Bây giờ hiện tại là có là cái gì đây. Bây giờ là có là 5 giờ nha, 5 giờ 15 phút. Đó 6 giờ 15 phút là gia tán nha. Cái mặt tiếng rồi. Là mày nhìn cái mặt kìa. Ai? Một tiếng rồi. Cái mặt dài mà ai cho mày phút? Đâu, chút cỡ vô. Phải tậu lên. Ờ đừng có nói tao xin nha. Chút ở đây. Ủa, còn thằng mù đi sao đều nói vô ai biết mù. Có chút nữa có người xin cho anh luôn. Chút nữa nè. Ừ. Đỡ tao nói một chút nha. Đồ mày cái mặt mình phải tậu lên. Tao lại không đi quên rồi tôi lại à. Đi lại. Là vớ cái ngoài nào ơi. Con không có mặt anh đi cận nhà ai nói cho anh. Bây giờ hai người. Bây giờ hai người hát chút nữa có người xin. Con con có sự trợ giúp 50 gọi điện thoại cho người thân nữa. Ừ. Đâu, vậy đấy đâu đi. Hay là ông đậu này cho khổ. Mà sao cậu mù mà sao cậu phải mù, cậu là người mù người khố. Tại nhắm mắt cho được rồi hả? Nhắm mắt xong hát ngồi đi ngu. Dạy giờ cái mặt ổng như mày cặn nhà đưa cho ai cho. Thế rồi tao. Xin lỗi cha mẹ. Con đây là thằng bạn yêu. Trời ơi. Không lẽ nào đây là sự thật? Thằng bị biếm cái mặt của tao. Cái mày cậu á, xin tiếng nào cho đâu, cậu vô đại hồn cậu xin là ông mới cho ấy. Không, làm ngoan xin nhang xin hồn rồi người ta cho xin tiền để cho đâu. Hay là tao giá bụng bầu mẹ nó. Không, cậu bây giờ cậu giá tại biến liệt nửa người mẹ. Tao đưa cho cái mặt này cậu cầm ở đây làm được nè. Ờ, đâu. Hey. Đó, đúng rồi, đây nè. Cậu kéo áo lại thiết, kéo áo lại thiết, kéo lên cái mỏ luôn. Kéo sát nó luôn nữa đi. Mày đỡ cái mỏ thôi chứ mày. Ờ, đâu. Đợi tôi đánh dài nè. Đâu. Hồi qua đoan. Nó đi như con vịt chim phải không? Điểm mẹ. Đi cái gì vậy? Ấy là bị mù đang bị tật vậy cậu ấy. Chưa tật gì mù. Hát đi. Hát em. Ừ. Vô xin đi. Bấm giờ đã nói là cứ 6 giờ 15 là hết giờ. Đó. Nhanh đi. 6 giờ 15 là hết giờ. Vô đi. Mà phải bấm giờ nha. Đủ xin giờ tới giờ. Bây giờ cứ hát em quen bay sao quen em vô. Bây giờ cứ anh với anh hai cứ xin sao xin cho liên quan tới em. Em biết đâu. Cái đồ mới hát mà ăn được cái mic vô. Đi đừng có nhìn về sau. Đi liên quan gì? Chút nữa anh được 1 triệu á, được nó đâu á. Tự nhiên liên quan đúng không? Nhớ mà hát phải được cái biết chùa trong cái mỏ nha, chứ không phải là hát không không. Tám mày vô kia coi thử nước mày xét ở trước. Đây là cái đó uống sữa nha. Mày nói mày không mấy sữa đâu vậy? Thử quan sát luôn rồi, quan sát mắt mẹ nó kìa chứ. Đi, đu đi. Đây này, chỗ này được này, chỗ đây. Tôi hoài mày. Hả? Mẹ bấm giờ chưa? Bấm giờ đâu, cứ sớm như vậy lên. Quần người sao rồi bấm giờ rồi mà mệt dữ không? Vô chợ cái này. Chỗ cái đông cái này cậu, vô đông. Ấy sao thầy mù vẫn, thầy tính vẫn mù vẫn đứng vậy?
Ủa, ông nghe đậu mới dẫn người ta đi xin chứ ông xin tôi sao mà ông cứ nhìn tôi gì vậy? Đi vô xin người ta chứ đậu phẩm. Anh vậy này đúng không? Anh vậy ra nữa. Đi lên đây, đi lên đằng qua đây. Đi đi. Đi đi. Đi xin nghe, ta biết rồi. Còn nồng mù ơi, thằng tính chưa mù chứ. Mày giống thằng ta biết quá. Ở trong là ở trong mình là có hai thằng khùng á. Lại mà lần đi ăn chèm. Mẹ, tụi mẹ này chút nào xin tiền mới có tiền gì giờ tiền đâu ăn mẹ. Mới nào dở vậy. Dạ, yeah. Đây ông kêu hai ông kêu vô ông hát con nghe nha. Đây 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 đây, vô đây anh. Ủa đây có cô kêu vô hát nghe nè, nhanh đi nhanh đi. Đây đây, bên kia bên kia. Đèn đâu? Bên kia hát cho cô hát nghe không thôi là qua hát cho cô bán chiều này nữa. Bà cô bán chiều đây, bà mất chiều này. Đâu? Tiền đâu? Kêu hát mà tiền. Tao hát đâu mà sao kêu hát tiền? Rồi mình đi hát hoàng làm gì? Mấy làm mình bảy kẻ cho. Hát thì giống như cá xô vậy mày. Ừ. Giống như kiểu ngang một điệu ngang. Anh hát 400 ngàn nó có kiểu cho ông biến gì ông? Một điệu á. À, ừ. Đi. Đi đi. Đi tiền ơi. Ý là hát đó bà cô là mà cái cậu vọng ông hiếu sao người ta. Anh hát mà anh cầm lên tay một anh xin được 100 ngàn em sẽ đưa anh 1 triệu. Lỡ là em cho sao? Anh cho thì anh cũng đâu mất mát này đâu. Em giá bất công mày. Sao bất công 100 ngàn nó nhỏ lắm anh. Cậu bảy nói cho ông hiếu cậu bảy. Ngu quá mà. Mày cứ hát đi chút xíu nữa tôi lấy. Thôi đợi hai điên nó đi vậy cho đỡ rồi mấy người ta nó nghĩ mình thằng điên theo á. À. Đó, ngồi đi. Mình đi chung lộn má tôi bằng bằng đặng. Ai ai lấy đang gì? Không, cậu bảy ông điếu vậy mà cô đụng mới vậy á. Ông vậy ông điếu ra vậy ông vậy đang gì? Bé đang làm duyên với bè kia nữa. Bé đang làm duyên với cái bè bán ấy chung mà giờ gái sao tới nhiều chứ. Chết chưa? Bà gái tới nhiều chứ. Bà nói là tao hát bà cho tiền mà không chịu dám tới hát mà. Cái bài hát luôn rồi. Mẹ con hát mà ra mà hai ông này á, tụi ông tàu lớn không? Mấy che nhà miệng. Thằng điếc thằng cầm á. Thằng mà biết quần quần quần. Mà xin ngôi. Cầm mà sao đủ, anh chép cô lan cô gù kìa. Anh gù. Mà đỡ cho người ta xin chứ đồng ít. Các anh dụng nha. Mẹ biết cách mà xấu không? Ngủ quá. Bà cô bà nói cho là đi quần ra phía trước mẹ bà hát cho đi vô trong đó luôn đi. Đi đâu rồi là mất tiền ta sao? Đi đi, trời dữ không? Nè đi. Thao xin tiền, xin tiền không anh ơi. Để cho đồ anh cũng được chứ. Chưa ra cũng tới tàn hoặc thấm chứ mày khùng mày. Lầm rồi anh bán ngược lại bả. Anh hai anh vậy các bạn. Tao vui dây mù mà ông biết tao rồi. Mới tự đi lắm rồi đi bây giờ tôi nghĩ mẹ không. Mẹ. Tao đang hát cái giật cổ sao tao hát. Tao đi. Tao đi lại. Em giật lòng nó tao cái chó. Tao đợi hai ông đi bán rồi tao mà đi đè ra công việc chứ. Đợi hai ông đi bán đi. Bây giờ hai người tự đi tìm nha, em đi công việc cái. Má này ngu quá mày. Bây giờ mày biết làm gì không? Mày làm bất hạnh vậy. Đi đụng. Ừ, ru con ống chứ đâu mày. Ba với mẹ ngủ vậy? Dạ. Biển đang chạm mẫu. Đang chạm mẫu đuổi hai bên ra đây này. Đồ ông có như bay con dĩ rồi. Đấy là con sao con ngủ? Đồ mấy biết con gì? Con ngủ dài. Biết biết quay lại mặt con tên gì? Tên Nhân. Hai đứa hai đứa tên gì? Tên gì? Hai đứa gì không? Hai Nhân anh đàn hai đứa anh đàn cho chúng nghe ba ơi. Biết này được trời chứ hả? Đồ con cũng mày. Hai đứa anh đàn cho chúng nghe. Con đang hát hát muốn nghe thôi. Không. Nó đàn im im. Đây, nó nhỏ mà tài năng không? Bọn mình lớn mà thằng nào nói ngu thí mẹ luôn. Giờ nói đụng tiếng Anh, nói tiếng Anh điếu rồi. Hello, quá trời phức không ạ? Đỡ đỡ cho nó đánh nha. Ôi, má đang trôi mà. Đỡ đỡ, đỡ tôi hỏi anh biến chứ không? Con, ý là bè con có bác con đi bán hay số không? Dạ không. Bác đi chặn bò không? Dạ không. Sao con nghe dữ vậy? Biết ý gì mà nói đụng. Bây giờ hai con mới thấy. Bác hành. Đỡ tao. Nhà ổng là nhiều hơn. Trận nam khinh nữ, đụng mày thấy thằng nhỏ nó tánh hơn không? Hai đứa con muốn đi phim không? Thằng phim. Con muốn đem phim gì? Ê, tôi tính nhận Lý Hải mẹ. Tính nhận điều như sệt mà. Đi, bây giờ muốn đóng phim đi thì tốt, đi ra chợ đi đi. Giờ trước khi mà đóng phim lặng mặt nha, giờ tôi dẫn mình đi lập bánh tráng tới rồi nha. Chẳng đi chụp mày. Đừng quay đi. Thì nói chung là mấy anh em mình mới cho hàng cụ lên trên chợ nha các bạn. Bây giờ con muốn đóng chai gì? Con biết rồi, gia đình nhiều tiền, nhà con nhiều. Thế, đồ mét, đồ đúng rồi, nhà con nhiều. Đi làm cả tiền luôn. Sao con dùng chai vậy mày? Đúng rồi, cha hơn con là nhà có phúc á.
đúng quá, đúng là gia điền luôn. Gia điền cũng nấu luôn. Đúng rồi, mày. Bây giờ con nắng ra đây vui lắm. Anh xin. Mày mày chỉ việc á, tôi dẫn mày vô đây mày đi gặp mấy người lớn mà cô chú mày xin tiền sao mà tao kêu nhà con á, cha con bị thằng tăng tai biến rồi. Nhưng mà chú nó con ở đây chút nữa là thôi bày con là con nhớ nó là ông cu rù với bé già nha. Nhớ nha. Tôi dẫn đi 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 đi. Nhớ nó hai người đó nha. Cu rù với bé già nha. Ông hát bên kia này hết. Phía bên kia này. Đó đây đấy. Mày dẫn tao luôn chứ. Ghi mình hết mà, dẫn tao. Đây 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 đây. Cậu. Xin tiền không á. Để được ngàn này không? Đưa đưa nó. Con. Cậu, bây giờ con hưu sát 1 ngàn chứ được 40 rồi. Đó, ai đứa nhỏ đây xin tiền. Mày không mấy con cũng màng căng mà đi đi. Cả mấy đứa nhỏ đều đen mất trời. Em hết chuyện à hết. Đấy là con máu mượn con quắc ông tao. Đi cô quen nó xuống nó quấn tao à. Không. Mấy đứa nhỏ nhà này người ta nó mất trời. Ờ. Sao nghe này? Nguồn sao đâu tương dữ vậy? Đúng không? Sao làm hết chưa? Đấy là anh quắc nói một câu. Anh quắc nói một câu là kêu anh cũng muốn mấy đứa nhỏ nó trải đời thôi anh xin được cho nhà anh giàu quá. Công nhận tiền đó cho nó ngu dữ vậy, ngu dữ chó. Mấy đứa mẹ nó còn lão này nói đậu bếp không đi chẳng vào. Hai hai cái tiền tôi không? Hai cái còn nhiêu tiếng nữa nha, đây đây. Hai đi bán số này. Đậu vui. Không nó cầm mấy món xin tiền nữa. Xin tiền rồi con. Cũng cầm mấy. Cái mẹ mày thằng khó mà đúng hàng tao là hàng 3 triệu nha. Con không có nào. Đi đi. Đi gặp bè kìa bè. Để mày vốn nhiều lắm đi. 40 nữa. 40 nữa. Đi. Đi tiếp đi. Con đi. Con đi, con cứ đi trước hai ông đây này. Đi. Đi tiếp. Chạy qua kia bạn làm hai ly chè ta. Cho qua sao, cho quay qua sao. Thì chú này có cái này. Chào mấy chục vị cô. Mày xin tiền hay mày bắt người ta trả. Chị mày hát đi, anh cứ hát đi, anh nhiều quá. Ôi cô, chơi nhà Mỹ của cô. Chào mấy chục vị cô. Còn nửa tiếng nữa, 40 ngàn nữa mà hết giờ luôn. Chơi nhà Mỹ của cô, chào mấy chục vị cô. Con xin tiền hay, con cứ xin tiền hay. Xin đi chứ. Vậy nên còn anh xin nó xuống này làm gì mày? Má mày mày. Xin từ từ chứ. Hồi nãy anh nhạc anh vậy đó nó ngồi dưới xin nghe bác hát với mẹ luôn à. Xin đi con. Xin đi lấy tiền về. Xin đi con. Chia hai. Lấy tiền xin đi chú còn ra xe xin nhà. Thôi ra đâu. Xin 40. Mà xin 40 nữa ta mình kia đâu ra xếp thằng Nam Phong. Cũng mày mày dành mình triệu. Mình triệu nhà mình cho hai đứa đó này cho mày. Đi. Đi xin đi. Đi xin đi. Còn mua mấy ly nước cho cậu uống. Đi nước nha. Đi. Có gì nữa chứ? Có gì chứ? Giờ hai anh em mình sẽ anh kì anh bạn, bây giờ mình sẽ anh nhau. Một thằng, bây giờ một thằng mình ăn 3 ly, chứ chắc 1 ngàn mà. Đấy, mấy ngàn ly cô? Bao nhiêu cô? 10 ngàn ly, thôi mấy cái bán 1 ly 8 ngàn đi. Thôi làm con ly 20 luôn đi. Nha. Tao vừa mày bán cái gì mà mày đi kìa mày xin đé mày. Chạy thiệt, thiệt cái giỡn đây cô. Mày ở đây mày làm gì chết rồi. Sao cô bán chi mà cô qua đó xin đá. Giờ mấy anh em mình sẽ múc bên nha các bạn, mình múc bên chè mình ăn chè nha các bạn. Mình sẽ ăn 3 ly. Tại sao? Ta ăn 15 ly à? Phúc là tao thử thách thôi các bạn. Đầu cao mày, 60 ngàn ăn 15 ly. Hôm nay chứ ổng chuyện lẻ xin được ngàn nào mày. Giờ mình sẽ múc bên nha các bạn. Múc bên chè quá. Mình sẽ ăn cây ba chít đi nha các bạn. Thơm. Đấy. Cô có chè mạng không? À quên, anh đang chay rồi. Sao con lấy chè nữa đi. Không biết rồi Phúc. Hai ly chứ sao cô thôi không? Mà cô bà tướng mình không có tiền các bạn mà cục cái bị chè là thấy hơi sai sai rồi á. Cái bên này cũng có tiền luôn. Ôi có thiệt á. Đây tiền đây. Ôi cái ăn như này đắt ai ai mà giàu nhất ăn như này nói tên con là biết liền mà. Mà ra đề nói luôn. Cũng được đó. Chứ ai biết luôn. Giờ mình sẽ chè các bạn. Làm con ly 30 đi. Cô ăn chè không con? Cô ăn chè không cô? Cô bao? Nói sao đâu, cô ăn bình thường, con lo, nay con đang có tiền mà. Dạ? Con giàu lắm. Ở đất là con giàu nhất mà. Mơ đúng rồi, số nhà 8 xem nè. Cô ăn nghe cô bình thường, ngồi nghe cô, vui cô. Anh nghe cô vui mà. Cô ăn càng vui ấy. Cô ăn càng vui ấy.
Ở đây cô đứng này cô bán chiều, cô thấy hàng khùng đào đáo đây không? Thầy đó nó bị điên rồi. Thầy đó bị khùng rồi. Thầy đó là tâm mà đi lừa. Đúng rồi. Lừa người dân ở lá tiền à? Lừa đảo á. Hai đồ trẻ vừa nghèo. Nhà hàng đó giàu lắm nhưng mà. Nghèo, bình thường mang nghèo thường giá giàu không? Mang giàu giá nghèo cho con này. Con giàu này, con giá nghèo cũng đi ăn chè không? Thì chắc con giàu dữ lắm á nha. Chè đây cô có bao đồng người gì cá không? Bao nhiêu con chứ vậy? Má mày ăn dữ này người ta biết mà. Ngon các bạn. Ngon. Ngon các bạn. Tên tôi quậy. Tên tôi quậy mất biển mình. Đây là bắt trước để biết ngon rồi. Kìa đây các bạn. Đây là chị Bình Định. Alo. Giờ ngủ nữa không? Chạy đi. Con đi gà với con đồ đồ mày nó dẫn hai đứa con anh qua chợ làm gì nè. Đủ rồi. Tính là bé em làm mất mẹ đó. Nó bán con qua Trung Quốc nha, Trung Quốc. Nó cầm mày nói đi, chị nghĩ là mày dẫn con anh đi làm chi lên. Mà nói dặn tiền mày. Em nói thiệt á, chạy ra chợ nè. Nhanh đi. Chợ làm mất mặt luôn ở chợ với An Nhân á. Ừ, đi qua chỗ bà bán chì á, thấy em nè. Anh nhanh chợ qua đủ má không thấy là thấy mẹ luôn. Không ngờ nó còn như vậy luôn các bạn. Túi lên dịu dịu mà nó ngon lắm nha các bạn. Ngon á. Ừ, ăn no quá các bạn. Đứng đứng lên ba người mà món ăn người nó no mày không? Ê, cho con này. Bỏ tao rồi. Mấy hai hai con anh cậu bị gà dưng cô đồ chẳng có gì nè. Anh nhìn đấy, anh nhìn đấy kìa. Sao chứ gì tới ăn đâu đấy? Đâu? Mấy đấy. Chạy về đi. Trời lẹ mày, trời chấu con em mày. Thầy biết hai thầy nguồn kia này, em mới mét anh này. Nhân tôi dẫn em từng rồi em với Phúc đèn chị thấy rồi bên con anh đủ chưa? Để ở đây con hãy đỡ tôi. Con anh đi gì này quá, tụi muốn đánh số gì? Đánh số không em. Trời ơi, ai biết? Thấy sao không cản lại? Trời ơi, cản không được. Là cậu bảy chưa? Còn bảy chưa có đồ đâu? Tao đứa 10 ngày nè. Đi nhỏ trời lẹ mày. Thì anh quan hỏi đi. Đâu? Bên kia này. Bên kia chị cái. Tao giờ. Vậy cứ vậy. Không đâu đâu. Nhìn cái gì đến xe quay. Tao nữa chút ba quay lại nhé con. Thấy chưa? Đẹp quá. Rồi cho tiền thiệt à. Anh thấy rồi. Ơi, con này đi chán thì nó che mẹ chắc nó được rồi. Đồ mẹ rồi. Nó đi mà chưa ra mẹ chắc. Đồ mẹ che mẹ chắc. Đang làm người khác từ nãy vậy mày. Người khác này đẹp quá. Đang làm người khác là ai? Bây giờ anh hỏi hai đứa nhỏ này. Đứa này ai kêu con lên đi? Ai mày coi vậy? Con nãy là. Sao thì ơi con hai đứa nhỏ này đem một câu. Ở dưới bếp hai lửa không? Chết rồi. Thôi thì anh dẫn tới cho con về trước đi nhau. Có cái vụ đây đồ em giải quyết giùm cho. Nào, có chuyện tới gì? Chúng là chúng là chúng cho cái gì? Đâu xin được nhiều đưa cho tao biết rồi. Má lẩm chết luôn ngàn. Lâu tiền lâu tính gì vậy? Đi kìa. Đi con cái gì? Bộ đeo xe em này tới gì? Đỡ chúng là cái vụ đây cho. Để dọn tới tiền tới này. Chết luôn hả bèn giấy hàng gì nó dẫn con đi bán số đúng không? Mày giấy là mày bày đúng không? Bày gì hỏi nó ai bày? Ai bày con? Mấy đứa nhỏ không bao giờ biết nó đúng lắm. Đi ra coi hàng chứ. Xin xin xin. Chết tôi hỏi mày cái chứ. Tụi mày gì với mày suốt ngày này tính lộn mày. Mày đi theo chồng nữa. Tụi mày nó dựa chung ác. Đâu? Ở đâu? Ai biết tụi tao không? Đây đây thiết đây đây thiết. Ủa sao quýnh quất vậy? Ông chở con đi chứ gì đâu. Biết gì đâu? Tại sao anh mới vậy? Tại sao anh thắng một tiếng hồi chạy kiếm triệu? Chạy chạy quần áo người xuống. Cố này lẩm đồ. Đây là quan đạo hai đứa con anh nó nói ai? Bé. Ê, chị ông bị gì chứ? Không muốn được không? Ông chờ đúng không? Rất là lẹ lẹ. Nó kêu là ba mẹ nó bả rằng nó nên xuống này thì đi để tao đi chết. Bây giờ nói vậy người ta mới tin chứ? Còn không ra mới chắc tiền chứ? Ông chưa bãi nha. Ủa, là... con mày đâu? Mày nó đúng mày cầm cái 4 triệu quá. Mày còn 2 đứa chị được rồi. Xin cố dùng dưới học trước này ta xin 6 triệu là đúng 100 triệu á. Nhưng mà chưa đủ không anh Nhân? Chưa đủ quá nha. Hồi nãy 60 ngàn đây nào kìa. Giờ thiếu 40. 40 con thiếu nào? Chị Ngân chơi gì đâu? Chị Ngân chơi gì hết đâu? Đi đâu hết? Chị Ngân chơi mấy đứa nhỏ gì hết đâu? Ai biết đâu? Đúng 1 triệu với tao luôn. Ngân gì hết đâu? Sao gì chứ? Con nó cầm 40 ngàn của tao đúng 1 triệu ở đâu? Ai biết? Tao hiểu gì? Mấy mày hát xin hồi nãy giờ. Mày đưa 40 ngàn. Con dẫn con tôi đi ăn xin giờ. Nói nữa rồi đó. Xin được cái cảnh gì không? Em không có chịu được. Đang làm thử thách. Xin gì?
Tao không yếu gì vậy, tao đang làm thử thách tao. Đừng chơi gian tao, nhưng mà tao muốn ông quốc, ông quốc ông đồ chiếm 40 lắm. Mày kiếm chuyện đúng không? Kiếm chuyện đó là chiếm 40 đúng không? Là đúng không? Ông dẫn con mày đưa 60 cho tao. Tao nói cho mày. Hả? Cậu đưa ông 40 nó cũng đưa cậu điệu. Con anh á, đồ đen nó đi học với bạn bè nó nói thằng đấy có đứa anh xin anh thấy giật. 60 gì trời sao? Mày sao ông dẫn con tôi đi xin. Tôi còn nó ăn nhiều nha. Tao người ra nó chắc chia tiền nha. Chia 70 nha. Có nghĩa là nếu mà được 1 triệu. Ông chủ chỗ đó chứ sao? Nếu mà được 1 triệu là tụi tao đứa tao 300 nè, 700 nè. Hai đứa tao 300 nè. Giờ tao sao bây giờ cái anh xin nha. Nói cái gì anh xin? Nói rồi. Đang đang mặc áo thích Minh Tợ nó biết rồi. Em nói cái này thì hầu như là ông cũng nhờ mấy cô gái anh đi xin đấy. Nên vui luôn, giang đánh giang đưa đổi. Nên vui tới là hầu như chứ không. Dạ không được. Cái đâu? Dạ không được. Cái đâu? 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 Đồ mà đứng này chút nữa chạy vô kịp. Đây nè, đây nè. Đây chiếm luôn đi. Đây luôn.